đây nhà mình đi đâu nhỉ? Xin chào các bạn, hôm nay là một ngày cuối tuần mùa đông trời siêu đẹp, gia đình chúng mình sẽ đi cắm trại. Lần này chúng mình chọn địa điểm có thể coi là điểm cắm trại quốc dân, đó là Ba Vì. Đi dọc đại lộ Thăng Long các bạn thấy ôi trời rất là đẹp, nắng vàng. Đi theo đường lên vườn quốc gia Ba Vì đến điểm cắm trại quốc 400. Bình thường nếu mà đi trúng mùa thì sớm hơn một chút thì dọc đường này sẽ có rất nhiều hoa dã quỳ rất đẹp. Đường lên Ba Vì có thể nói là rất dễ đi và hôm nay thì thời tiết cực kỳ ủng hộ gia đình mình. Đường đi đẹp, hai mẹ con tranh thủ sướng chung và kiểu ảnh sống ảo. Đây là điểm cắm trại quốc 400 trong truyền thuyết đó các bác ạ. Khoảng 11 giờ thì gia đình chúng mình đến nơi. Lối thông ở đây khá là rộng và đẹp. Nhà mình thường sẽ tìm chỗ hạ trại khá hơi xa xa các gia đình chút để cho thoải mái và riêng tư. Ok, hạ trại thôi. Thật sự thì hôm nay mình hơi bị lơ mơ trong cái khâu chuẩn bị. Mình đã quên mang theo bếp nướng trong khi hôm nay nhà mình ăn đồ nướng các bác ạ. Cũng may đây là khu phun dịch vụ, cho nên là chỉ cần chạy ra ngay đó một chút là thuê ngay được một em vỉ nướng to và thoải mái dùng luôn. Con xin đi cái tóc của con. Nó bị làm sao đấy? Con bị ngã sập. Wow. Mình thấy cô Juni rất là khoái điểm cắm trại này. Thấy nàng khá là tích cực đi tìm kiếm cành cây khô để đốt lửa. Trời hôm nay thì nắng đẹp nhưng mà với trẻ con thì khá là lạnh. Nên nếu mà được ngồi cạnh lửa trại ấm thì nàng có vẻ sẽ mê hơn, khoái hơn. Ăn uống xong thì cả nhà ngồi quanh đống lửa sưởi ấm tâm sự mỏng một chút. Hôm nay mình đang làm gì đấy? Đứng đây chơi chơi tít mất. Vì sao? Vì là con vừa là tít mất rồi. Nó không biết gì hết luôn. Tiếp tục đi. Vậy là Noel đã đến rồi, tranh thủ lúc bố Juni đang ngủ trưa thì hai mẹ con sẽ bỏ đồ ra set up trang trí Noel. Mục đích của nàng Juni là để cho bố tỉnh dậy bố sẽ bị bất ngờ. Mình có mua theo một set bánh quy lùng Noel để cho nàng ấy ngồi tự vẽ. Vẽ vời trang trí đấy là sở thích của nàng cho nên là mình mua cái này chắc chắn nàng sẽ rất thích. Oh.
Junia, đây là sản phẩm của con à? Con giới thiệu qua các sản phẩm con nào. Ok. Đây là một cái chiếc đĩa. Đây là một cái chiếc để trang trí Noel. Cái này là một ngôi nhà. Cái này là một cái sắt. Cái này là một cái Ginger Batman nói là con cute ạ. Đây là cây Noel, đây là găng tay, đây là ngôi nhà tiếp, đây cũng là một cái chiếc sắt tiếp, đây cũng là một Ginger Batman tiếp. 100% Johnny làm, bố mẹ không làm một tí gì luôn. Nếu mà bố mẹ làm chắc nó sẽ đẹp hơn. Mày đùa đấy. Mình thấy ba Vì đi trong ngày khá tiện và nhanh, thời gian cũng không tốn quá nhiều. Sau khi ăn uống no say, chơi đủ thứ trò thì còn rất là nhiều thời gian rảnh. Cô Juni lấy các patin ra trượt. Đến khoảng 4:30 thì trời lúc này đã bắt đầu tắt nắng và nhiệt độ xuống cũng khá nhanh. Gia đình mình sẽ thu gọn trại để nhặt rác và ra về. Kết thúc buổi cắm trại rất vui, thời tiết ủng hộ, đẹp, nắng, ấm, ngoại trừ việc đi ăn đồ nướng mà quên mang bếp nướng.